Công ty cảng Dược Nam Phaco là hôm nay là đến mùa khai thác của dân bản địa, khai thác cái cây hoàng liên trần gà. Và trong thời tiết trời hanh thu tháng 10 thì đã đến mùa khai thác của cái cây trần gà này. Đây là cây hoàng liên trần gà. Hoàng liên trần gà là một vị thuốc quý, một loại thảo dược biệt dược rất quý. Nó sống ở trên các cái đỉnh núi cao như Pha Xipang này, như Ung Chi Sơn này, và trên cái độ cao trên 3.000 m so mặt nước biển. Các bạn nên ghi nhớ nhé, trên 3.000 m so mặt nước biển thì mới có cái cây hoàng liên trần gà này, còn các cái đỉnh núi 2006, 2007, 2008 cũng không có. Cho nên là thường thường vào các cái mùa hanh khô và tiết trời tháng 9, tháng 10 dương lịch hàng năm, tức là sau sau rằm Trung Thu đấy, thì các cái người Mông lại khăn gói để lên cái đỉnh núi đấy và lấy những cây hoàng liên này về. Hoàng liên trần gà là một cây thảo dược thân thảo và nó có rễ màu vàng và rất là đắng. Đây, rễ màu vàng đây, rễ này tôi vừa bẻ nó ra đây các bạn nhé, rễ màu vàng và cực đắng luôn. Cây nó như cao chỉ độ khoảng 20-30 cm và nó sống ở các cái vách núi trên độ cao khoảng 3.000 m, là khó những cái cây thảo dược nào còn tồn tại. Thì cái cây này nó bám vào các cái mùn của các cái vách núi để nó sống, và cái mùa khai thác của nó vào tháng 9, tháng 10 dương lịch. Khi đó thì hàm lượng berberine là cái chất kháng khuẩn cực mạnh, thể hiện ở cái bộ rễ và của thân của lá, đặc biệt là ở bộ rễ. Cái hàm lượng berberine của nó rất cao, cho nên là nó thể hiện ở cái rễ màu vàng đây này các bạn này. Khi bẻ nó ra, rễ nó màu vàng. Đấy, đây là một cây tươi bẻ ra rễ màu vàng và cái nước nó chảy ra móng tay của mình nó vàng luôn và nó đọng. Cái rễ của nó thì nó ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo và nó rất cứng và nó xòe ra như một cái chân gà, cho nên người ta gọi là hoàng liên chân gà. Trong sách vị thuốc đông y gọi là vị thuốc hoàng liên chân gà. Hoàng liên chân gà này thường thường được các cái bà con người Mông hoặc các cái người dùng đông y xa xưa, thì toàn bộ thân lá cành của nó, đặc biệt là thân và rễ của nó có hàm lượng berberine rất mạnh, cho nên là nó rất đắng. Chính vì vậy cho nên là theo y học cổ truyền hoặc những cái đồng bào người Mông sinh sống, là người ta mùa này người ta đi lấy về và người ta gác lên các cái gác bếp, treo lên các bếp và nó đã tự khô thì cái này nó đắng, cho nên không có cái loại mối mọt nó ăn được, nó có thể để được 5-10 năm trên các bếp. Và khi bệnh lên thì người ta bắt đầu người ta đun lên, người ta chế xuất, nó có hàm lượng berberine cao, cho nên là chính ra vậy nó là vua của cái loại thảo dược là trị cái bệnh viêm đường ruột. Các cái người bị viêm đường ruột 15-20 năm không khỏi, cứ ăn cái gì là đau bụng, phải kiêng khem, người xanh sao gầy rớt đi và ăn cái gì cũng phải kiêng ấy. Thì lấy cái lá của nó và cái thân cái củ này sắc nước lên uống hàng ngày thì rất là tốt, cực kỳ tốt, có thể chữa được cái bệnh viêm đường ruột mãn tính. Cái thứ hai nữa là viêm dạ dày nặng thì mình cũng sắc nước lên mình uống. Cái thứ ba nữa, những cái người mà sốt cao, sinh nhiệt, co giật thì cái này nó ức chế cái virus, kháng khuẩn virus, cho nên là chữa rất tốt. Những cái người bị ngứa mẩn, ngứa mụn nhọt, người ta đều chữa bằng cái này. Và đặc biệt những cái trẻ em bị lên ngứa thì người ta lấy cái này, người ta đun lên cái cây này, người ta đun lên nó có chất đắng, cho nên tắm rửa thì chống được ghẻ lở, bệnh tật, mụn nhọt, các cái bệnh ngoài da. Ngoài ra nó có chất kháng khuẩn về virus, cho nên là nó chữa được các cái bệnh cảm cúm rất là siêu việt. Cái này là đã có các công trình khoa học chứng nhận cái berberine này rồi. Thì đây là mùa thu hoạch, cho nên là mỗi cây của nó rất nhỏ các bạn. Mỗi cây của nó rất nhỏ thì đồng bào người Mông người ta lấy về, người ta bó vào, người bó, người ta xách ra, người ta bán cho công ty thảo dược Mafaco. Một bó này thì rất là nhẹ, chúng tôi một bó độ khoảng 10 cây con như kiểu cây mùi ta ấy, thì cân lên được độ khoảng 3 gram.
Đấy, 10 bó thì được khoảng 3 lạng. Cái này là bán theo bó chứ không phải bán theo cân. Là cứ để vào các bếp, mình về mình cứ phơi khô đi, xong mình để, xong là mình uống dần, rất là tốt. Đặc biệt là mùa thu hoạch của nó vào tháng 10 thì nó mới tốt. Tháng 10 thì cái hàm lượng pectin của nó trong rễ rất là dày đặc. Còn thu hoạch vào các cái mùa khác thì lượng pectin nó kém. Chính vì vậy cho nên là tháng 10 các bạn nên du lịch Sapa hoặc là cơ hoành đồng bào người Mông, người Dao, đặc biệt là người Mông thì cái cây hoàng liên chân gà này này. Khi mình bị đau bụng ấy, đau bụng lặng ấy, đau bụng đi ngoài lặng, mình chỉ lấy cái rễ của nó mình nhai sống mình nuốt luôn, rất là đắng các bạn. Đắng đến nỗi các bạn uống đến 3-4 lần nước trong mồm vẫn bị đắng. Thì sau độ khoảng 15-20 phút sẽ cầm ngay. Ví dụ mình đang đi kiết lị hoặc là đang đi tiêu chảy và mình nhai cái này thì độ khoảng 15-20 phút các bạn đỡ hẳn. Các bạn bị đau dạ dày nhá, lưu ý nhá, viêm ruột mãn tính lưu ý. Các người hay bị bệnh gọi là ghẻ lở hắc lạc, mụn nhọt ngoài da, các bạn liên hệ công ty thảo dược Mafoco, điện thoại sạc Zalo 0977830088. Chúng tôi sẽ cung cấp những cái bó cây khô này cho các bạn lấy về xong cứ để phơi ra xong là dùng quanh năm. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn.